bãi lên nè. Ướt lắm anh này, có nước. Ủa, có nước ở dưới à? Thì đây mọi người, anh em mình vừa mới làm cái lễ thắp hương xong để cho Tuyển nó tiếp tục nó đào chỗ này đây mọi người này. Đấy thì hôm qua đào thấy sợ quá anh ạ, nó bằng khe. Đêm qua về có mưa gì không? Không ngủ được, cứ chặt chặt thôi. Thấy tiểu. Đây này. Đây đấy. Em qua em vùi xuống một tí, em vùi xuống mà. Được. Có biết nó là gì chưa? Trông như là bức tượng hay sao ấy. Thì đây mọi người nhé. Đây là toàn bộ này là gạch ở khu vực này này. Đó, cái gạch này mọi người biết là chắc chắn là cái gạch thời cổ ngày xưa chứ không phải là cái gạch thời bây giờ. Tối qua em còn ra đây em trông sợ người ta lấy mất đấy. Em qua ngủ đây à? Không có gì ở đây đâu. Thời đấy người ta lấy mất. Cái bàn đấy mà. Chạy dép rồi nữa. Em qua phải kết lên rồi. Cháu ngồi em dậy. Cái đường này cuối cùng là để thành cái nhỉ? Hôm qua đào đến mỗi gạch không anh ạ? Một tượng thò nhỉ? Thò phết đi. Đấy. Ba đầu cơ. Ba đầu cơ. Chất liệu là gì biết chưa? Chưa. Quả nó cực cùng côm. Ôi ôi. Ba đầu ấy. Đây này. À, ui. Đây này một đầu nữa. Qua đầu hết đây rồi. Qua bạch hết ra như này rồi. Sợ quá. Đào lên nhìn thấy ba đầu, một cái đầu chọc lóc ở đây. Này. Ui ôi. Ui ông này giống ông Phỗng đấy nhỉ. Đúng không? Giống ông Phỗng này. Đầu cái này ôm cái gì á. Chắc em vùi xuống. Ừ nhỉ, đấy. Qua đảo đây dọc cái nó cái bờ gạch luôn. Có phần đào phải một cái hầm thì bỏ ba đấy nha. Ôi. Ôi gạch đấy. Gạch hay tượng tiếp này. Ôi nhầy. Xúc đi, xúc đất đây đi. Đây mọi người nhé, vì anh em mình vẫn chưa biết được nó là cái gì, chất liệu như nào, nhưng thực ra anh em mình khi đã phát hiện như này ở cái khu vực này là mọi người có thể thấy được là nó là những cái đồ gạch đấy, là mình khẳng định là gạch từ thời xa xưa rồi. Còn cái những cái hình này thì anh em mình là không biết giá trị nó như thế nào đây. Gì ấy? Lấy đây. Chú đây. Toàn gạch không rồi nhờ. Ui này gạch nữa này. Đấy. Anh em mình vẫn tí đào tiếp cái bạ bên đấy đi. Ui ôi, đẹp thế. Ô con khỉ đây. Con khỉ bên cạnh đi. Trông nhỏ thần tài. Sao con khỉ? Có cả rồng nữa. Ừ nhỉ. Hai con khỉ hai bên. Hai khỉ hai bên. Con quả đào này. Quả đào. Một con ôm cái gì đó. Cái mà nó vàng à. Cái đào sâu xuống cho nó bẫy lên nhé. Ừ, đào sâu xuống đi. Ui vào gạch này. Kìa.
Anh ở bên dưới này vẫn còn này. Ui vẫn còn này. Ôi, nó nóng đấy nhỉ. Ui bên dưới thì vẫn còn luôn này. Bên cạnh ở chỗ tay em phải không? Đây tạm bộ đang cái bên dưới này. Bằng luôn. Cứ đào thế này. Đào cái gạch ra xem này. Nó dọc cái chỗ này mà. Ôi đây là cái hầm rồi mọi người. Ôi đang đây là cái hầm thời ngày xưa rồi. Đấy đâu. Phải đào to nữa cứ. Cứ bậy thử cái này lên đã. Bậy này lên rồi tính. Cửa chưa? Bậy lên nè. Ướt lắm anh này. Có nước. Ủa, có nước dưới à? Ướt chưa rồi. Ủa, chắc là nâu rồi, nâu. Ui ôi. Đỡ đem nó à? Cái này phải rơi tầm hơn 30 cân. Ui dồi ôi. Sao ướt hết rồi. Đây là ông. Nó ướt. Sao lại ướt nhỉ anh nhỉ? Không rõ. Chắc để đây dưới này nâu quá rồi. Mọi người đây là. Đây là hình gì đây mọi người có thể nói cho anh em mình biết được không? Con khỉ này. Con khỉ ôm trái đào này. Nhưng cái này là không phải bằng vàng hẳn đâu đúng không? Hay nó mạ này. Đến chỗ này, chỗ này không phải đúng không? Chắc nó mạ. Chắc nó mạ hay sao? Phải là ngày xưa là khu vực này đã có một nhà là gọi đại gia. Đại gia đúng không? 100% là đại gia rồi. Thử đào chỗ đấy xem nào thuyền. Anh em mình đào cũng thấy cái bờ gạch như thế này. Ừ. Thấy cái chậu. Đấy. Ok anh ấy. Cái bảy nha. Ui, bên dưới sâu lắm. Đấy. Mình không hiểu lý do vì sao người ta lại chôn những cái đồ này ở đây mọi người nhé. Anh em mình chỉ là gọi là tò mò ở khu vực này nên đào nhưng mà không ngờ lại thấy này. Bỏ gạch đi. Bỏ gạch luôn này. Đấy. Vậy là khu này là vẫn còn rất nhiều đồ mọi người. Bên đây anh xem này. Cái này phải đâu sao anh? Cái này hơn 30 cân đấy nhỉ. Chịch. Tính sao rồi? Bê phè đó. Đi. Bê phè bây giờ mới cho cái gì kín kín rồi về. Nhà không em chung này. Nhà không chung này. Có sợ bẩn không? Thôi lấy cái ít cái cỏ dưới kia. Hoặc là lấy cái túi nào đây. Cái này về bán. Không chung cái túi này vào được này. Chung tặng túi này vào. Có vừa không? Mày ngồi sau xe mày ôm được. Bây giờ anh em mày bê về nhé, bọn tao ở đây tao trông xong bắt đầu là ra tiếp tục anh em mình sẽ khai quật cái chỗ này nhé. Nực ra quanh xe trước đi xong. Nực ra quanh xe đi. Cái này tuyệt đối bí mật nhé. Đi. Nhanh lên. Đấy sau khi là Tuyển nó sẽ vận chuyển cái đấy về thì anh em mình sẽ tiếp tục ra đào cái chỗ này mọi người này. Bởi vì đây mọi người nhìn thấy này. Chỗ này nó là tiếp tục nó làm cái hàng gạch. Đấy. Mọi người có thể nhìn thấy là nó là cái hàng gạch rất là cứng luôn này. Mình đục dưới đây. Đấy. Mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Nó là cái gạch thời cổ từ thời ngày xưa đấy. Đấy. Mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của anh em mình. Và anh em mình sẽ khai quật hết cái chỗ khu vực này ra nhá. Ở clip này mình xin dừng ở đây.